Audio Jungle. Xin chào con, thì clip này á mình quay và con xem về cái mô hình mà trồng mít Thái siêu sớm. Thì ở đây mình quay và con về cái công tác mà làm xử lý đất rồi chọn giống của bà con nông dân ở Đắk Lắk. Thì hiện nay cây trồng về cây ăn quả, cây ăn trái á, và cây công nghiệp á, thì phát triển rất là phổ biến và mạnh ở khu vực ở Đắk Lắk và một số khu vực ở lân cận như là Gia Lai, Đắk Nông. Thì ở đây mình quay và con xem á, về có giống cam này, giống quýt này, giống mít này, rồi giống sầu riêng. Đó, đây là những cái mô hình mà trồng của bà con nông dân ở trên tỉnh Đắk Lắk á. Đất cũng đã xử lý hết rồi, thì đầy đủ hết công tác mà khoan hố rồi chọn giống á, thì việc rải giống thì con cũng rất là đều. Thì cái này mình quay cũng rất là thực tế và cụ thể cho con xem về hố trồng. Cái việc cái về hố thì hiện nay á, công tác bà con chúng ta cũng rất là tiện lợi. Thứ nhất là về đào hố bà con của chúng ta cũng không cần đào nữa. Hiện nay máy móc nó cũng rất là hiện đại rồi. Thì với những cái việc khoan hố như thế này á, thì bà con tùy vào mũi khoan, có thể bà con khoan mũi 60, 40 rồi 60, 80 tùy vào mũi khoan của bà con chúng ta thì chúng ta có thể khoan hố cho nó tiện lợi về công tác trồng. Thì đây là đám đất nói chung là khoan hố đầy đủ hết và đẹp á, mình quay con xem á. Thì đây là mình quay bà con hướng dẫn bà con nông dân trực tiếp về công tác mà trồng mít siêu sớm. Mít Thái siêu sớm á, thì hiện nay cái giá thành của cây mít á thì nó cũng năm gần đây thì giá thành cũng rất là cao, nên cái việc mà tiến hành trồng cây ăn quả rất là phổ biến bà con. Đây là sau khi mà đã rải giống rồi, thì việc đầu tiên á là việc bón lót. Thì nếu mà những bà con chúng ta có điều kiện á, thì bà con có thể bón là phân lăng hoặc phân chuồng đó, xử lý hơi mục và bón xử lý nấm chi cô đặc ma hay là vôi. Và cái điều quan trọng nhất á, nếu những vùng đất chúng ta có bị kiến hay là mối nhiều á, thì bà con chúng ta hãy xử lý việc mà mối kiến á, ta có thể rắc xuống đó trước đi và ta bón lót đó vào trồng. Thì về cái việc mà kích thước hố á, thì đối với những cây mít Thái siêu sớm á, nếu những bà con ta trồng kinh doanh lâu năm á, thì bà con có thể trồng 6m, 4m, 6m. Còn với những bà con ta trồng mà ăn liền á, có thể trồng hàng rào đó á, thì đối với vườn nào mình hướng dẫn bà con trồng sát hàng rào, riêng hàng rào á, thì nên trồng 3m. Vì cây mít Thái á, cây mít Thái siêu sớm này nó đặc biệt là nó đa số nó phát triển chiều cao nhiều hơn là chiều ngang, nên cái việc bà con trồng 3m thì vẫn không ảnh hưởng gì hết. Thì tùy vào cái việc mà con chúng ta tạo tành thông thoáng hay là chăm sóc cái tán cây nó sẽ khác nhau. Thì đó là mình nói chung về hai cái phương án cho bà con. Thì nếu bà con nào có tính được cái việc mà trồng lâu dài thì con có thể trồng 4-6. Còn bà con muốn ăn nhanh hàng trồng hàng rào đó, con trồng 3m thì để tiết kiệm được chi phí đất đai và có thể canh tác được nhiều cây trồng hơn. Thì cái đó là cái việc mình hướng dẫn bà con về công tác khoảng cách trồng và khoan hố như thế nào cho hiệu quả. Thì cái việc trồng mít như thế này á, thì đòi hỏi bà con á, với cây nhỏ này á, thì con buộc phải là chăm sóc. Thứ nhất là nước tưới nè, cái thứ hai quản lý được cái côn trùng chích thúc á. Khi mà cây lên á mà con không quản lý côn trùng chích thúc á thì bọ xít nó sẽ chích nè. Thứ hai là mọt đục cành, vì cái thời gian mà gần đây thì bọ xít hay côn trùng chích thúc á nó gây hại ở Đắk Lắk ta rất là mạnh. Hai con côn trùng đó là con trùng mạnh nhất á. Thì đó là cái về cái việc mà hướng dẫn bà con mà trồng á. Thì cái thứ hai nữa là đối với cái mít Thái siêu sớm á, thì bà con phải chọn giống nó chuẩn và nó tốt hiệu quả khi chúng ta trồng. Thì đối với trồng cái mít Thái thì nó cũng đơn giản. Thì về việc bón lót á, thì mình cũng nói lại á, tùy vào bà con chúng ta có thể bón lót phân chuồng đã ủ hơi mục hoặc phân hữu cơ, tùy vào nhu cầu bà con chúng ta thì ta có thể đầu tư vào bón. Thì với như nãy mình nói á, phân lăng vẫn là phân đóng vai trò quan trọng nhất trong tất cả cây trồng khi bà con ta trồng xuống đất á, để cho nó đạt hiệu quả cao hơn. Thì vấn đề mà sau này chăm sóc về cái cây mít Thái siêu sớm á, thì về cái việc mà kỹ thuật chăm sóc định kỳ á, thì chúng ta cần tưới nước, cần cung cấp đủ nước cho cây, nhất là trong mùa khô á, hoặc là khi trái đang lớn và lúc trái sắp chín á, chúng ta cũng cần phải phòng trừ cỏ dại, phủ gốc, che bằng cỏ hoặc là những cây rơm rạ để hạn chế cỏ dại, rồi xới phá ván sau những trận mưa lớn nè, làm cỏ vụ đông xuân tháng 1, tháng 2, vụ thu thì tháng 9, tháng 8, tháng 9 á. Thì đó là những cái việc và kỹ thuật chăm sóc định kỳ. Thì
Thì về cái phân bón thì nó cũng đơn giản, thì bà con có thể bón cho mình là NPK nếu vậy, nhưng bà con ta nó không có điều kiện về phân vi sinh hoặc phân chuồng. Còn cái về một kỹ thuật cắt tỉa cành tạo hình á, thì chúng ta chú ý là khi mà tỉa cành tạo tán cho cây mít á, đạt chiều cao khoảng 1 mét trở lên á, khi cây chưa cho trái á, thì tỉa cành 2-3 lần trên 1 năm, mà cây đã cho trái á, chúng ta tỉa cành 1 năm 1 lần vào thời điểm thu hoạch trái xong. Và có lưu ý á, khi tỉa cắt bỏ các cành gần sát mặt đất á, hay gọi là cành tược, cành nhỏ mọc á, không đúng hướng á, cành sâu bệnh, thì chúng ta nên giữ lại cành cấp 1 cách gốc khoảng 40 cm trở lên. Và chúng ta phải chọn các cành mọc theo các hướng khác nhau, cành trên cách cành dưới khoảng 40 đến 50 cm, tạo thành tầng không quá 5 cành cấp 1. Tỉa bỏ bớt cành cấp 2, cấp 3 cho cây nó thoáng, chống sâu bệnh và tăng năng suất cao. Thì về mình nói lại về cái kỹ thuật bón phân cho cái mít Thái siêu sớm nè. Thứ nhất á, về năm thứ nhất á, sau khi trồng cứ 1 đến 1,5 tháng á, chúng ta bón lần 1, bón mỗi gốc khoảng gỡ 1 đến 2 lạng NPK, giống dạng như là 3 15 15 T, và chúng ta xịt bổ sung phân bón vi lượng rồi phân bón lá. Thì việc xịt này thì chúng ta xịt cho cây nó cần thiết và nó phát triển. Và cái hai, nếu bà con có điều kiện thì lúc này bà con có thể kích rễ và bón một số dòng phân bón á, hữu cơ dưới gốc á, để cho tạo điều kiện cho rễ nó phát triển cho mạnh. Và về cái năm thứ hai á, thì cái lượng bón cho cây á thì khoảng gỡ 1 đến 2 lạng NPK theo tỷ lệ 2 1 2. Và với năm thứ ba á, là cây bắt đầu cho trái kinh doanh, thì lượng phân bón bắt đầu nó tăng 0,5 đến 1 kg trên một cây. Thì chúng ta chia làm 2 lần bón là đầu và cuối mùa mưa. Trong cái thời gian mà quả đạt trong số lượng tối đa thì chúng ta nên bón ít kali, và qua đó chúng ta tiến hành phun những dòng phân bón lá là dưỡng trái và giữ trái. Nhưng mà mình cũng nhắc lại bà con á, là bà con phun thuốc bón lá thì nếu giai đoạn này thì bà con tập trung cho mình là 1 tuần 1 lần, thì lúc này thứ nhất là làm cho quả sẽ đẹp hơn, có mùi vị thơm ngon hơn, và cái thai nó sẽ chín đều hơn, sẽ giúp bà con thu hoạch được nó đều đặn hơn. Về cái công tác mà phòng trừ sâu bệnh hại của mít Thái siêu sớm á, thứ nhất á, là sâu đục thân đục cành, thì cái việc đó là việc thuốc sâu bà con nên phun cho mình, cái này bắt buộc phải phun rồi. Cái thứ hai là ruồi đục trái, cái thứ ba là sâu đục trái, rồi rầy rẹp, đó là những cái con vật mà nó gây hại trên côn trùng á, gây hại trên cái mít siêu sớm á, mình cũng hướng dẫn sơ bà con. Thì tùy vào giai đoạn mình sẽ nói sơ, thì clip chính này mình vẫn nói về công tác mà trồng mít siêu sớm. Và cái việc mà thu hoạch và bảo quản á, thì mình cũng nói luôn á, là cái mít nó cho trái quanh năm, nói chung là lúc nào cũng cho trái đó, thì nó ra quanh năm, cây mít là cây cũng gọi là siêu lợi nhuận. Thì cái thị trường bây giờ cây mít Thái thì được một số mọi người trên Việt Nam ta cũng trồng rất là nhiều, và cái nguồn tiêu thụ nó rất là lớn. Liên quan đó là cái việc thu hoạch và bảo quản cũng cần có đạt cái chất lượng cao hơn, và chúng ta cũng giữ được cái trái chúng ta đẹp, không bị sâu bệnh. Thì đó là những công tác mà mình nhắc nhở sơ về cái kinh nghiệm của mình để chia sẻ với con về cái kỹ thuật mà trồng cái mít siêu sớm. Thì một lần nữa bà con cứ đăng ký kênh và theo dõi tất cả các video bên trái cây thêm một lắc, mình sẽ quay toàn bộ những cây trồng về nông nghiệp để con xem và chia sẻ những cái kỹ thuật và cây trồng mà được bà con yêu chuộng nhất hiện nay. Xin cảm ơn bà con ạ.